Như thấy chào cả nhà nha. Hôm nay thì mấy nay thấy đi đặt lờ á, cũng được một số cá mà cá cũng nhỏ nhỏ, thì thấy bắt thấy mần khô nha. Chừa lại 4 con cá dày ngon nhất nè. Để thấy tối nay thấy nấu cháo cá dày cùng với 2 con lươn. Anh bắt hết lên cho cả nhà xem luôn đó. Cá con nó mập lù quá nha. Đây là 4 con. 4 con này thì nó 2 kg nha, tại cá dày nó kiểu nó tròn, nó nặng dữ lắm, nó không có bự như cá lóc mà có cái nó nặng. Mấy con lươn đó, lươn dính lờ là nhìn dễ biết lắm, cái đầu nó có một cục tròn quay à. Bây giờ thì cái cảnh màn này thì nó quay không được, bây giờ mình đi vô xem Chí Chi nấu cháo ngay nè. Tối nay có Chí Chi lại nè. Cá ngon hết hồn á. Mập, cá mập. Trời, cá quá đã. Bây giờ mặn lên tính đây. Trở lại với cái bếp thân quen đó nha. Thì cháo thì nó cũng đã chín nè, nó nhừ à. Rồi thì bỏ cá vô cái nha. Cá dẹ mỏ ngon ghê nè. Cái bầu thử nó trắng hồng hào. Bầu thử trắng thao. Cháo hơi đặc cái gì nào? Lát đổ nước chiên, lát mình vớt cá ra. Lát mình vớt cá ra. Cá rồi, xong rồi vớt cá ra là. Hai con lươn cũng ngon nha, hai lươn cái à. Cái không à. Con đực. Hai được không ạ? Ừ. Kìa. Lửa nó ăn kì vậy. Lửa giỏi quá. Được cái đuôi nhọn liễu mà không thấy hả? Gì hả? Cái là đuôi bằng thật. Cái đuôi nó bầu hơn, nó ngắn hơn. Với lại cái đầu nó với cái đuôi nó cỡ nhau, còn con này nó xung đột là cái đuôi nó quắt ha. Vậy là tại phải ăn được á. Đây là cái liệu cái này nè, mình có hành phi, nếu như hành chưa phi á, tỏi thì phi rồi, với đây là tiêu, tiêu hạt. Để tầm khoảng 20 phút nữa thì cá nó chín thì mấy ngày mình bày ra ăn cả nhà. Một xíu như sắc keo, rồi niêm nữa. Giờ thì cá với lươn nó cũng đã chín rồi cả nhà. Giờ thì thấy đứng ở ngoài mà nghe thơm chịu không nổi luôn. Cái dĩa gấp cá ra nè. Cái khuôn bếp nhà Thái thì tuy là nó sề sột thiệt nhưng mà lúc nào cũng có keo mật ong hết nha. Đây nè. Thấy để mật ong đây để mà nó mình có cần mà khô thịt hoặc là nướng thịt hoặc nói chung là kho với đồ nướng đồ này kia mình niêm mật ong thì nó ngon lắm. Thấy thì thấy bán chiên bán mật ong nguyên cục giống như thế này cả nhà. Số điện thoại thấy là 0852 311 345, hiện tại thì thấy còn nhiều lắm đó nha. Lại đi lấy cái dĩa. Cái dĩa à? Cái này thì không đủ hết đâu. Đúng rồi, cái đó không đủ, phải dĩa bự lắm mới đủ. Bỏ bợ con cá lên cho cả nhà xem cái này, nhìn thấy nhiều quá à. Đó, này, nước thịt ra cho nè. Quá thơm luôn nha. Quá thơm luôn. Rất đầu à. Lâu lắm rồi mình không có ăn cháo này nè. Cái hút cá nó ngon kìa. Lấy em một cái dĩa nữa để mình đựng lương riêng nữa Nam ơi. Để mới đựng hết rồi. Cái này hắt bỏ đi anh em ơi. Ngon. Cái dẻ mập. Cái dẻ mập mà ngon nó mọng ha. Có giờ nào mà cái giày nó ốm đâu. Đi lắm đói rồi đó. Phải đói. Xíu xíu cái năm rồi. Sổ y như cá. Nhìn trùng luôn. Dễ không? Rất.
Nghe cái mùi thôi thấy anh Nam gấp đây là thấy đây rung tay đó cái nè. Thì không ạ. Chiều tính ăn cơm rồi nó điện đây nghe nồi nóng nồi cháo. Không nghĩ ăn cơm. Chạy đây. Xuống luôn chứ kia. Nãy giờ đói chứ đợi mấy tiếng hồi. Làm quá. Lương nữa nha, coi nó bốc khói ra nè. Giờ thì mồi thì cũng bày ra hết đó nha. Giờ Thái, anh Bảy cùng với anh Nam, anh Tính ngoài ha, mời ta cả nhà cùng ăn cùng với mấy anh em Thái luôn. Mời cả nhà ăn cháo phê nha. Cái muỗng Tính, muỗng cà phê. Tiêu vô à? Tôi mở. Cháo phải có hành phi một nắng hả? Anh Tính, anh lấy giùm em một cái dĩa anh Tính để mà đựng cái con cá gì lớn nhất để lại để mà sáng mình sáng thấy cho chừa cho ông nội sáng ăn cháo sớm đó nha. Bây giờ này mình nấu rồi sẵn mình chừa ra đó thôi, mời cả nhà luôn. Đúng rồi. Anh chừa lại cho em con này đi, mời lên rượu cầm đũa luôn. Con nó đi không hết đâu thôi. Con một cũng được rồi. Để của mình lên ông nội à. Rồi để riêng ngoài đó. Ăn mạnh tay luôn anh Bảy ơi. Quá ngon. Chứ không có mồi ăn hết đâu. Đói thiệt. Là cái má đào con cá chứ kìa. Wow, mà cả nhà luôn, vung tay luôn. Nói đói chứ không phải gì. Thường thường á là ông bà ta dạy á, ăn cá rồi thì phải ăn từ đuôi ăn lên, đúng không? Em cũng vậy đó, giờ nên em con lương em cũng ăn cái đuôi em ăn lên không? Thôi cháo nóng anh Bảy nó hút ruột lưới luôn. Có cái đồ điện xương đây mà phải không? Cháo ngon không? Mà cái nhà miếng cái gì? Có ba anh em mà ăn bao nhiêu cá đây nhắm cam nổi không? chịu thì chịu thôi chứ không biết sao giờ. Cần nổi hết trơn á. Thấy ngày nào Thái cũng nuôi mình vậy chứ giờ anh em đâu ốm với gì đâu ha. Ba anh em luôn. Leo cây ốm à. Mấy tháng trời mới ăn quay được nồi cháu. Tại mình ốm là ốm mình chứ mấy ăn. Nó chơi thôi chứ giờ em đâu muốn mập đâu. Mập là như Thái giờ nó lên mấy kilo giờ thấy leo cây muốn hết được cả nha. Leo cây dở rồi. Hồi lần lúc ốm ốm leo cây bắt ông rồi khỏe lắm. Nguyên tính ra từ cái tháng mưa giờ mấy tháng trời mình mới ăn lại nồi cháo lần đầu luôn ha. Đúng rồi. Cá nó ngon. Mặn vô. Nhiều lắm. Bữa nãy con cá này biết sao chết rồi. Sao chết? Không thấy ai ăn bao tử dân nè, bao tử mắc hay rồi. À. Làm bao tử anh Bảy. Để từ từ. Từ từ không thấy gì thôi để em cho. Làm đi. Bao tử nó ngon nè. Ủa sao nhỏ vậy ta? Không, cái này nhỏ, con này nhỏ mà. Phải mập. Chú cô lần này là phải ăn hai trứng cháu nha. Thôi ăn ngộ. Cái gì chịu nổi nữa. Mưa ớt à. Mới hấp có hai miếng cháo mà làm hết cái đuôi con hương này thêm cái bộ lòng nữa thì một chén. Đậm gì nào? Đậm gì? Nóng. Ờ gì ăn nóng dở rồi. À, nóng thì ngay ngày. Ngọt ngon quá. Chút mồi đó. Ăn cháo đêm mấy giờ này thì cũng phia. Cái này mà cũng gắn máy xe gì mà chạy nhanh dưới trời mới gọt bơi hết chén rồi. Cái này mà người nào mà bệnh mà vụ mà còn ngang ha. Mệt trong mình rồi ha. À, cả nhà hiện tại đang nghe cái tiếng côn trùng đang kêu ngoài không? Thì giờ này cũng tàu bán gần 12 giờ cái nha. Mấy anh em mà đói quá mới xúm nhau lại nấu cháo ăn. Thì giờ này cũng gần 12 giờ rồi. Cả nhà nghe cái tiếng côn trùng nó kêu ngoài không? Do. Con nó kêu là cái gì anh nào? Dế rồi nhắc nhen. Nhắc nhen à? Rồi con gì con nhặt sành. Nhặt sành hả? Lương không ăn chuyện gì?
con ly nó ngon nè. Nãy anh Nam làm thuốc đùi nè, kế tiếp luôn đi, thằng kế tiếp luôn. Gì em nói theo anh luôn. Còn cái gì bằng nữa chị. Vô cái này. Vô cái nào. 2, 3, vô. Được luôn hả? Đói cái nhà nha, giấc này đói quá đói ngon. Chơi không chào đại ai luôn trời, không ngủ thôi cụng luôn trời. Ngon chứ không? Nãy giờ như chưa ăn cái dày tôm hồi nè. Mới có bào tử với cái đuôi của Lương à. Mới cái chén thứ hai tôm tôm hồi. Ăn này đi, làm cái má. Ngại quá đũa nằm mới được chứ đũa đứng nó giục. Bây giờ tính chưa mời cả nhà, tính mời cả nhà ăn cái nha. Quá ngon miếng cái vậy. Ăn phải đũa nằm mới được chứ. Ăn rồi gắp đũa nằm với đũa đứng gớt à. Gớt. Này ăn nó là nhớ ở quê mình mới ăn vậy thôi, chứ đi làm mà xa xa mà ăn kiểu đó là ngồi. Trời nực. Bữa anh Bảy đi làm mới về cái nha. Bữa đó thì Thái đang tắt đìa. Ừ. Bữa đó ăn uống ngon ha, mà có cái ở ngoài gừng thiếu cơm. Bữa đó ăn người được uống chén cơm. Bữa đó nếu mà có cơm ăn cả ba chén. Ừ. Đã. Thứ mà mình vừa tắt đìa đó, mệt mỏi xong cái mình lên cái mình nướng cá tại bờ luôn ha. Bữa đó lâu lâu đi làm về ăn ngon. Bay mồ hôi nhiễu luôn cái đó. Đâu. Chạy chứ. Quá. Ngon ăn đến sức mồ hôi luôn. Ngon. Kệ ăn ông luôn không? Hả? Đồ bay vô đó. Rồi, con ông té đây luôn rồi. Lỗ gần đây á. Đó nó gần đây nè. Rất ăn. Ăn ở đó là cái mỏ ăn hơi là như cái kết. Cái kết. Nè đưa cái đùi. Thích thiệt á. Té ra nóng nóng là đưa quấn kim lia lịa liền chứ. Dạ nó bay vô nó đang quạo nó đưa vô quất liền. Nha từ cái tháng mưa cái tháng mình đặt là mà chúng tới giờ cái đây cũng tầm khoảng 4 5 tháng mình mới ăn cháo lại ha. Tháng này thì Thái cũng có đặt lờ đó nha, nhưng mà tháng này cá nó ít chạy. Quá trời mồ hôi rồi cả nhà ơi. Không lẽ giờ xin tì xin phép tắm cái gì? Chạy thì tắm cái gà ăn tiếp. Được không? Làm khúc lương nữa coi. Nóng quá. À. Trời vô, nhúng vô. Trời đang hầm hiền luôn. Đó, đậm đà đó. Đậm chưa? Đậm đà. Không ai vô như vậy không ai cũng với anh vậy. Cụm cá ô nó ngon. Ừ. Ăn cái cốt ra đây chứ mấy ăn thịt không không phải lấy cốt chứ. Hồi sáng thì mấy anh em thấy có đi câu cá nữa nha, tính đi quay lại cái hành trình mình đi câu ở nhà xem, nhưng mà vỡ mộng luôn đó nha. Đi vô tới đó cá thì được giống như kiểu mà cơm sôi nồi cơm mình nấu sao y gan vậy đó. Mà cá nó không chịu ăn. Nó bị ôm trứng à. Có trứng nó không ăn. Cá gome nó ôm trứng là nó không ăn hết à. Rồi. Em cũng đâu biết đâu. Ôm trứng là gần đi à, nó chờ mưa không? Nó chờ mưa để nó đi chứ nó không ăn mồi phải không? À. Mà tới nó đi rồi xong đẻ rồi. Qua mưa cái sựng lại chừng tháng vậy bắt đầu nó ăn lại. Lúc đó câu là giật mỗi tay luôn ha. Mà lúc đó thì cá nó không được ngon. Nó không được bự hung nữa. Nó mới đẻ xong nó còn bị ốm á, ăn có tháng tháng ngoài 2 tháng. Mưa xong tháng ngoài 2 tháng thì nó mới mập lại. Lúc về tắm luôn á. Ui trời bốc. Bốc khói luôn cả nhà. Đó. Được thiệt. Mình mấy anh lấy ướt nhem hết trơn. Cái này chút là tắm luôn chứ đường nào nó quá trời quá thứ này. Cái này cháo nó vừa nóng nè. Thêm trời thì thời tiết giờ nó quá trời nóng nực nữa. Nè cái nhà. Nhìn thịt nó trắng bóc à. Đã mập. Chấm nha.
kẹp thêm miếng ớt nữa ăn chứ không có đâu đâu đau bụng chết. Đúng rồi, hai nói đúng nè. Ăn cho chóng cho nó tiêu. Ngọt ăn ở nhà mà không ngon ta. Sáng khúc đi chứ. Mời cả nhà luôn. Dạ làm đi anh Bảy. Ừ. Bao tử kìa. Bao tử kìa. Làm đi. Làm đi. Vô lòng nhìn người mê. Nay mê thì xử đi. Ăn. Nói chung em thì không có mê mà có ăn nè. Bát nữa, hai bát rồi đó. Số mấy rồi? Số 2 rồi, phải không? Số 3 nè. Số 3 phải không? Chén này chén nhất nữa nè. Làm mấy số? 6-7 số à. Giữ gì sao? Cháo ngay ngay được. Cùng một nồi cái này ăn hết nồi này nghỉ anh bây. Ừ. Dữ lắm rồi nồi cháo. Tại thấy kêu Nam nấu dư dư ra để mà sáng cái có ai ăn sớm thì ăn. Với lại sáng mới mình ăn sớm nên mình rồi đi đặt vớn nè. Đặt vớn. Hành trình mới còn hành trình 10 cái vớn nữa. Còn đặt 10 cái vớn, còn dụng cụ thì Thái để ngoài này hết rồi nè. Đó, ngay một đống mấy bao bao còn đó là vớn luôn á cả nhà. Đặt vớn bắt gắn, bắt lương, chăn rùa rồi, thứ gì cũng dính. Dưới nước con nào dính đâu không? Không. Con nào chui vô mới dính. Dạ. À. Con nào chui vô dính à? Chứ nó dưới nước con nào cũng dính rồi, con nào ở dưới nước thì dính đâu được. Con nó ngoài sao dính? Ngắm làm đà. Bây giờ làm gì nó ăn gì ra? Lương nó đi. Bỏ món. Con mặt mày tính này ra nha. Qua giờ nó uống hồi ướt hết giờ nè. Thêm anh Bảy nữa nè. Hết được, ướt luôn. Ngon nhưng mà ăn cái này. Dạ. Xem nó nhú dữ luôn. Chảy mỡ luôn hả? Ướt tới cái chừng rồi chảy, ướt xuống dán luôn à. Ướt dán luôn. Ừ. Quá à, nhỏ nhỏ quá. Để đi. Đang ngon mà. Không đéo giờ ngưng. Xin tì chạy vô tắm cái đi rồi chạy ra. Hết ngon. Tắm cái hết ngon. Vậy tắm ra còn. Hết ngon như phần hết hết mồi nữa. Em muốn muối tiêu chanh này, nãy nước mắm không? Ai làm muối tiêu chanh vậy? Không biết. Chứ chi? Chắc Nam phải dừng cuộc chơi. Dừng cuộc chơi cả nhà ơi. Mà trước khi dừng thì để Nam rồi cả nhà một miếng cá dày cái nữa thì chắc Nam tạm dừng quá. Chưa sân chơi lại cho anh Bảy với tính á. Nam mời cả nhà cục thịt cá này nữa rồi Nam cứu dừng cả nhà ơi. No rồi. Anh múc cho em một chén đi anh tính. Ây da. Nãy giờ thì ngồi đợi chồng gã cũng 10 phút cả nha. Thì tay giờ nó run quá nè. Dạ cái này. Tối nay thì có mấy anh em mình thôi, không có nhiều cho nên là có nhiều mình chơi nhiều hơn bay. Ừ. Người ta thấy ít ít gì nè. Ngon. Ăn nó nhiều, ăn có nhiều. Xe ra nha, tao này nước nôi lắm à. Ăn cục lương rồi. Ăn rồi má nhưng đâu có bỏ được. Rồi, thay mời mọi người nha. Ừ. Thái ăn mấy con lươn nhỏ nhỏ là bấy. Nó mềm không? Ngon, nó mềm, ừ. Nó béo. Còn như kiểu nó bự quá, nó dai à. Bữa em nhớ em ăn con lươn 800 gram. Ăn nó tưởng tượng ra như là con gì ta. Như dạ, là gần, dạ. Gần như là rắn vậy đó. Dài à? Dài. Dai quá cũng dội. Nó cũng giống như thịt bò, thịt nó châu gần à. Như là thịt trâu rồi đó.
tao mời mọi người miếng cá dày nha. Bò tử đi. Ăn đi. Xử khúc lươn. Chạy. Chạy à? Chết rồi mà còn chạy nữa. Bò tử cá dày. Quá hứa được luôn trời. Lỡ ngon cả nhà này. Mời cả nhà dùng miếng lương. Một cục cũng miếng nữa. Lâu lâu không ăn, đã hết hồn không bác? Bây giờ thì Thái cũng xin kết thúc video tại đây luôn cả nhà. Thái chúc cả nhà có ngày mới thật là an lành, vui tươi trong cuộc sống nha. Rồi thì Thái tạm biệt cả nhà. Ngày mai ngày mốt thì Thái bắt đầu đi đặt vớn, mai mốt nữa thì Thái thăm vớn rồi Thái quay lại hành trình mình đi đặt rồi đi thăm cho mọi người cùng xem. Rồi Thái tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà luôn. Wow.